Rồi hôm nay em tới đây em đưa trao tiền giùm anh Châu Phú. Cô ở Úc, anh Võ Ngọc Xanh, anh Nguyễn Văn Linh, anh Nguyễn Văn Sơn 2 triệu, Zalo chị Thương Hương 500, là tổng cộng 2,5 triệu. Em trao cho chị. Cảm ơn kênh của anh Châu Phú. Giờ em có số tiền này em rất là mừng, tại vì giờ có số tiền này có thể em mua thuốc cho chồng em uống được cả nửa tháng, hơn nửa tháng. Nhưng mà giờ tiền đi cái khám thì không có tiền đâu, rồi con vô học thì không có tiền, không có tiền đóng tiền trường, không có tiền của vợ, rồi tiền cho chồng em này kia nữa, trả rồi sửa sùng cho ổng nữa. Ổng mệt là hoài, em nói nay không có ăn uống gì trơn, cái nay ổng mệt nhiều lắm, nay ổng ốm nhiều lắm luôn. Em cũng cảm ơn mấy cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ đỡ gia đình em. Chào chị, em bên kênh anh Châu Phú. Em có nhận được tin nhắn của chị, nay em đến xem tình hình của ảnh thì sao. Có mấy cô chú gửi tiền cho ảnh uống thuốc. Ảnh thì họ làm hai chồng em mà ở Bình Dương á, mà ảnh bị tai nạn mà hồ ở lúc trên lầu 5 á, mà ba xi măng nó rớt xuống trúng ảnh, giờ dập tỉ cuộc sống rồi dập phổi rồi máu tròn trong não nữa, mà giờ hai cái giò ảnh đi đứng không có được, mà khi nó ảnh giờ ảnh mệt, ảnh biến chứng ảnh mệt lại hoài, giờ em không biết làm sao. Em cũng mong kênh của ông Châu Phú giúp giùm em. Em có gỡ cho em Châu Phú tin nhắn là xin em Châu Phú ghi nhận giúp giùm em, mà nay em Châu Phú tới em cũng mong hơn rất nhiều. Rồi con cái như thế nào? Tình trạng thì mà ảnh vợ thuốc thì không có tiền uống thuốc, mà ảnh mệt hoài à, giờ ảnh rồi sống rồi chết em cũng biết sao. Hôm đó nay ảnh biến chứng là ảnh mệt lại hoài chị ơi. Vợ tiền thì thuốc thì không có uống, mà ảnh mệt lại, mà giờ tiền thì cái khám thì em cũng không có. Mà em mong cho Phú với mấy cô chú mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình em. Giờ bệnh dịch rồi thương chồng em vậy nữa, ba đứa con còn nhỏ nữa, em không đi mằng được, không có tiền. Giờ em mong cô chú giúp giùm em, đặng mà em có tiền thì cho anh đi tái khám. Giờ con em thì còn quá nhỏ, giờ em không biết sao. Ảnh thì bữa nay nó ốm nhiều, giờ ảnh thì tê mất lại, ảnh mệt hay gà ảnh mệt lại hoài à, ảnh nhức đầu ảnh mệt nhiều lắm. Mà em vợ tiền uống thuốc cũng không có, gạo cũng không có ăn, con thì còn nhỏ nheo nhóc vậy đó. Nhà thì cô chú mạnh thường quân cũng mới cho, mấy cô chú từ thiện cũng mới cho được cái nhà, mà hôm đó nay em mượn tiền, em hỏi tiền của người ta, nay vợ khi nọ mà giờ tiền em không biết đâu tiền trả cho người ta. Giờ chồng em nó để mệt, ông nói không có tiền uống thuốc chứ không chết, giờ em không biết sao luôn. Ở một tháng anh uống thuốc không là tiền thuốc không là 3 triệu mấy, gần 4 triệu bạc, mà giờ mấy gài anh mệt là hoài à, rồi giờ tái khám tiền đi, tiền này tiền kia nữa. Hôm đó nay là em không có tiền lo, em mượn, em hỏi em mượn bà chồng em hỏi của người ta, hỏi của người ta không là mấy triệu bạc, em hỏi nợ người ta không là mấy triệu bạc rồi. Giờ dịch bệnh này mà không được người ta hỏi tiền lợi vậy em không biết sao luôn. Giờ lúc chồng em thì em không có uống, mà giờ tái khám thì cũng không có tiền đi tái khám nữa. Cái nhỏ học hành là sao rồi chị? Giờ tới trụ trường đi học, mà giờ em không có tiền đóng cho nhà trường nữa, mà giờ tiền mua sách vở thì em cũng không có. Giờ em không biết sao, đến mẹ giờ em cho con em nghỉ học, giờ nó còn quá nhỏ. Mà giờ chồng em nó thì ổng vừa qua rồi, giờ em không biết khả năng sao luôn.
Vậy em mong em cầu trời thắng Phật giá cho anh mau khỏe mạnh rồi anh đi đứng rồi anh thôi thôi em có tiền em lo cho con cái. Giờ con em thì còn nhỏ xíu à, lớn mới 12 tuổi à, nhỏ tháng 3 thì mới 9 thôi, mốt em mới 5 à. Bây giờ ảnh thì đó nay anh mệt lại hoài rồi với cô bác ở sớm đồ hôm đa cũng mấy mà giờ dịch bệnh không ai mà có tiền hết trơn. Bây giờ chồng em này bà hỏi nợ của hôm đa dùm cho em hết 5-6 triệu bạc. Bây giờ lại khi em tiền ảnh đi tái khám tới mà giờ em không có tiền đi, tiền thuốc uống thì cũng hết. Thuốc uống của anh không làm tháng là 3 triệu mấy là 4 triệu bạc rồi đó. Rồi giờ ở nhà thì gạo còn không có ăn, tiền đâu có em lo cho anh đi tái khám. Giờ em không biết sao luôn. Rồi hôm nay em tới đây em đưa trao tiền giùm anh Châu Phú. Cô ở Úc, anh Võ Ngọc Xanh, anh Nguyễn Văn Linh, anh Nguyễn Văn Sơn 2 triệu, Zalo chị Thương Hương 500 là tổng cộng 2 triệu rưỡi. Em trao cho chị. Dạ em cảm ơn kênh của anh Châu Phú. Giờ em có số tiền này em rất là mừng, tại vì giờ có số tiền này có thể em mua thuốc cho chồng em uống được cả nửa tháng, hơn nửa tháng. Nhưng mà giờ tiền đi tái khám thì không có tiền đâu, rồi con vô học thì không có tiền, không có tiền đóng tiền trường, không có tiền hút sách vở, rồi tiền cho chồng em này kia nữa, tả rồi sửa sùng cho ổng nữa. Ổng mệt rồi hoài, em nói nay không có ăn uống gì trơn, bữa nay ổng mệt nhiều lắm, bữa nay ổng ốm nhiều lắm luôn. Em cũng cảm ơn mấy cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp vợ đỡ gia đình em. Có số tiền này chồng em chưa uống thuốc được cả nửa tháng, nhưng mà còn sửa sùng thuốc men rồi khoản nợ và cô chú người ta đang hỏi nợ rồi, giờ em không biết tiền đâu mà để em trả cho người ta. Trong hoàn cảnh em khổ gì vợ, cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em rất là cảm ơn. Và em cũng cảm ơn kênh của anh Châu Phú đã ghi nhận giúp đỡ dùm em. Giờ con em á, giờ nó khóc hoài, nó nói mẹ ơi con không nghỉ học đâu, là giờ tiền thì em không có tiền đóng tiền trường, mà tiền cho con em mua sách vở em cũng không có, tại vì gạo bọng thì cũng cô bác cho, thuốc men á, thì em về em cũng không có đi làm được, tại vì ảnh chưa có đi đứng được mà ỉa đá em cũng không biết, chỉ là một tay em lo cho ba đứa con rồi ảnh luôn. Giờ em không biết tiền đâu để em lo thuốc men cho ảnh, rồi chị bệnh gánh thêm, rồi lo ba đứa con em nữa. Vậy em không biết làm sao, mong cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm em.